Sau đây ngày nay học sóc dương từ xua sóc tục từ mưa sực đấy sóc nâng tục rồi bỏ cái là con cầm chi dương đây từ một cô bị à chip cao sóc từng học nia trong đây là con miền sóc miền tục dạng ná hay còn hai nhà đom dạng ná rồi lư bận đài sừng cung Facebook dương ăn đăng thạc con sóc tục dạng ná thế dương trong bàn tay phép chụp chơi nhưng trong bàn tay khơi còn chân nè lên chân nè chẳng tại sọc tụng bọc còn chứ ngọt sợ đắng lấy chúng ta tụng ốc nè lấy dương mà tam đàn phạm mà nè đòn với ta sẽ cầm một hiệp 100 tháng ngày bọc còn á còn bọn bọn á ở toàn ad friend từ phạm này ở đó được gọi toàn phần lòng con đã xì phơ là mày đang bỏ miền bỏ con xong cho thấy phạm này ở đó để chỉ một con ngày nắng con bàn phò video chỉ chờ này phò bỏ miền chỉ chờ này ta miền bỏ miền mũi này chạm ở đó cứ con học để từ những bài nhạc to khôn bảo quát sẽ đây một bản thân nào bảo quát còn bản đồ xe tha trong này lựa đam chơi tiếp là mò mà này vừa đam chơi tiếp thật lẽ một mình sẽ chơi đôi đam chơi cấp bùa trong bài play một hộp đây tại bài mình đòn và hai chỉ từ bài về mình thêm tiếp làm bài bài vì ở bàn khơi tham mưu rỉ dạ của màn bà cụ chân gói này ở đó mà sơ bán cho lê nhà chúng và hai chị quạt miền bà nhà ha vậy môi được không lập đại quạt bằng hai nhà đóm đó bà quạt đại quạt và hai chị miền trầm này khoa khát khá đại đầm rời ở quạt bằng bình bằng thêm đầm bay bàn bằng hàng khu này lửa tì liên khả nạ khu bằng vật thầm mây từ để châu can đầm này khu bằng vật đại nôm quạt từ Malaysia nâng trời bàn kì trời bàn khlập sầm đại bệnh chốc cách sanh già hay hay club ban nom york này guru bằng vật tham mây chẳng phạm nhiều đam và hay chỉ trở thuê cả chỉ ra chỉ mùi nương guru bằng vật tham mây đam bây giờ quạt pin chất nương tầm rồng lên bỏ kề nương chẳng dương miền ai cầu bị chun po thế bị guru sàn thì có quạt bàn là xe đấy quạt sô mà dương chun po được học nè bụi dương đừng ở khnía đừng khẩn khom bằng bài chỉ bản tỏ tiết sông bịa lực được chất pì nhẹ còn tró kể là đừng ở khnía bàn tê sầm rạp chầm nạp thân ạ phi pha đánh kinh sầm rạp nông khai nì chẳng chun po ở đòm bằng bài tiết rô thạ nhẹ sả lãnh bảo toàn đừng ở cư phía chất phía vị sinh từ lưu kể là cô cầm bởi chìa đừng ở nâng ai chẳng mình miên ở vấy dương mình ai chui bụi quạt kra bì bị chun po là tê nhé xung chun po ai ở đom chốc chay ai bè play chơi đã đom prathna nâng hộp nâng bàn chân xung bóng bóng chui chô được phê quạt hai chun po quạt đừng ngọt nha ta khăn ông niêm chì fan đừng ngọt nha và chân thằng này nhóm ọp sóc nhóm quay chạy phê bò cái là cô cao mà chì dương đè cô hát cây lê nhơ mà lê dí ta còn bằng hai nhà rộng dạng nào khá chung phụ phòng vị ba rừng có quận mình nào rộng dưới dạng nào chẳng từ mơ đừng ở đây cho mình nhóm lại nhóm bán châu từ phê và thần ca kéo dụng phê là phạm này đoàn tí với nhóm từ phê cho bỏ thi ri bình đồn cho mơ ta ở rộng là bỏ thi ri dạng mạch đá khả nạn đại kê hạ đô chỉ chốt chay kháng bị bố chọp cho mơ đọc mùi nạ đọc bông là hốt là lấy dương một đoạn theory ấy dương một đoạn theory ha dương khởi nhật theory còn đôi chỉ bông hai nhà rom tha miền sài gòn sóc rì rì chỉ mùi nương honey bà con only one way to get my baby around me is roti còn chọn bản câu nó hình đắng theory away
an magic comment on our side by Moria. Thierry khuyên thả quả định rìa chân kế. The brand with three sweep everything everywhere. Friendly day again, Galatan, see you soon, pro, at. No. Mogaro comic. Kita theory got on panya a day. Back to training after you day off. Got the lob more some rat wing. Don't be. But man, I got some rat. ឯកតកបានជូនពរពជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរ We sing to all of you an happy Khmer New Year have a great time with family and friends ជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមានពេលវេលាដ៏ល្អជាមួយនឹងសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នាជូនពរធីរីផងដែរក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យធីរីជោគជ័យបន្តទៅទៀត Very happy to get back to winning and got a clean sheet great work together ប្រគួតនេះគឺគាត់ឈ្នះ clean sheet ទៀតគាត់ជួយក្រុមបានល្អមែនតើអញ្ចឹងឃើញថានៅថ្ងៃនេះកីឡាករកម្ពុជាយើងដែលតលេងនៅបរទេសទាំងអស់គឺសិតតែបានផុសនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែឃើញថាធីរីគាត់មានសេចក្តីសុខជាងគេយើងមើលវីដេអូគាត់តិចណាអូគាត់មានសេចក្តីសុខក្រៃលែងជាមួយនឹងហានីរបស់គាត់ចណែនដែរចណែនណាចណែនណាបងប្អូនចណែនណាអ្នកឯកាបណ្ដឹងណោះជាមួយនឹងធីរីហេភីហេភីស្វីតស្វីតជាមួយនឹងអាយដលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់កីឡាករទាំង4រូបហើយដល់ទាំង4រូបដែលទៅលេងនៅក្រៅស្រុកគឺបញ្ចប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាមួយនឹងធីរីមែនតែនដែលគាត់មានសេចក្តីសុខហើយគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពនឹងអញ្ចឹងជូនពរកីឡាករទាំងអស់ឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាមិនថាតែធីរីមិនថាតែវឌ្ឍនាការមិនថាតែកែវសុភ័យឬក៏ប្រាំនីឧត្តមទេជូនពរឲ្យគាត់បានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាក្នុងអាជីពរបស់ពួកគាត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា អីមានយ៉ាងទៀតនេះព័ត៌មានថ្មីពីវឌ្ឍនាការបងប្អូនវឌ្ឍនាការគាត់មានព័ត៌មានមួយចង់ជម្រាបបងប្អូនគឺ account ប៉ាគាត់ត្រូវគេលួចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទង្វើមិនល្អហើយគាត់ក៏បានផុសនៅលើ page ផ្លូវការរបស់គាត់កាលពី5ម៉ោងមុនណាគាត់សរសេរថាសូមជម្រាបដល់មិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook បងប្អូនព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាaccount បុនបារាំងឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃនេះមានជនខលខូតបានលួចយកកណន័យ Facebook របស់ប៉ាខ្ញុំឈ្មោះបុនបារាំងយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាខ្ចីលុយតាមរយៈផ្ញើសារតាមឆាតដោយឲ្យផ្ញើលុយតាមប្រព័ន្ធវេលុយដូច្នេះបាទបងប្អូនបានឃើញបញ្ហានេះកើតឡើងសូមមេត្តាកុំធ្វើតាមការផ្ញើសារតាមឆាតនោះជាដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់បើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងយើងខ្ញុំពុំទទួលខុសត្រូវឡើយឥឡូវនេះខាងយើងខ្ញុំកំពុងនៅរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយសូមអរគុណជួយแชร์បន្តផងแชร์មួយបងប្អូន
ពិតជាថ្លើមធំមែនណាមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសជនជាតិខ្មែរយើងឥឡូវច្រើនណាមិនគួរធ្វើរឿងចឹងចឹងទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរគួរតែធ្វើអ្វីដែលសុចរិតមិនគួរធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យសង្គមជាតិយើងអាប់អោនទេហើយនេះគឺថ្ងៃនេះគឺវឌ្ឍនាការគាត់ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់គាត់តែម្ដងចុះសូមបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានសង្គមមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទសូមអរគុណ job អញ្ចឹងតើបានសុខភេកអត់បានលេងចេះតែឆ្ងល់ខំតាមដានគ្រប់ការប្រកួតរបស់ក្លឹប PKNP រហូតឆ្ងល់មិនបានអត់ឃើញសុខភេកឥឡូវដឹងហើយបងប្អូនIdol របស់យើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាសុខភាពហើយគឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនដឹងថាគាត់ឈឺអីទេតែប្រហែលជាបញ្ហារបួសឃើញគាត់ផុសនេះហើយជាគាត់មានបញ្ហារបួសអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើមិនធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចលេងបានលេងជូនពសុខេងបងប្រុសឬក៏ Idol ឲ្យឆាប់ជាហើយបានបង្ហាញខ្លួនលើទីលានជាថ្មីហើយជោគជ័យជូនពឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ផងដែរដែលគាត់បានចេញទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសជាកីឡាករមួយរូបក្នុងចំណោមកីឡាករ4រូបដែលបើកមុខមាត់ថ្មីបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអត់មានអីទេគ្រាន់តែសូមជូនពរឲ្យ Idol ឆាប់ជានឹងបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតអីមានយ៉ាងទៀតនេះព័ត៌មានថ្មីពីវឌ្ឍនាការបងប្អូនវឌ្ឍនាការគាត់មានព័ត៌មានមួយចង់ជម្រាបបងប្អូនគឺ account ប៉ាគាត់ត្រូវគេលួចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទង្វើមិនល្អហើយគាត់ក៏បានផុសនៅលើផេកផ្លូវការរបស់គាត់កាលពី5ម៉ោងមុនហ្នឹងគាត់សរសេរថាសូមជម្រាបដល់មិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook បងប្អូនព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ាខ្ញុំទាំងអស់គ្នា account បុណ្យបារាំងឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃនេះមានជនខលខូតបានលួចយកគណនី Facebook របស់ប៉ាខ្ញុំឈ្មោះបុណ្យបារាំងយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាខ្ចីលុយតាមរយៈផ្ញើសារតាមឆាតដោយឲ្យផ្ញើលុយតាមប្រព័ន្ធវេលុយដូច្នេះបើបងប្អូនបានឃើញបញ្ហានេះកើតឡើងសូមមេត្តាកុំធ្វើតាមការផ្ញើសារតាមឆាតនោះជាដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់បើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងយើងខ្ញុំពុំទទួលខុសត្រូវឡើយឥឡូវនេះខាងយើងខ្ញុំកំពុងនៅរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយសូមអរគុណជួយ share បន្តផងแชร์មួយបងប្អូនពិតជាថ្លើមធំមែនណាមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសជនជាតិខ្មែរយើងឥឡូវច្រើនណាមិនគួរធ្វើរឿងចឹងចឹងទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរគួរតែធ្វើអ្វីដែលសុចរិតមិនគួរធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យសង្គមជាតិយើងអាប់អោនទេហើយនេះគឺថ្ងៃនេះគឺវឌ្ឍនាការគាត់ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់គាត់តែម្ដងចុះសូមបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានសង្គមមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទសូមអរគុណ